trận thi đấu tiếp theo thôi. Như vậy là Roman đến từ game thủ Hồng Anh. No 1 hơi nhòe màn hình một chút. Lại đến lượt Hồng Anh nhòe. Vâng, bên kia là Per AC. Ui giời ơi. Bên kia là Per AC, còn bên này thì là Roman và Hitty. Vâng, cung chém lại Khánh Hòa một lần nữa. Vâng, Hitty đến từ game thủ No 1. Còn Hồng Anh là người cầm chém Roman. Chúng ta hãy cùng xem màn hình máy của game thủ Hồng Anh trước thôi. Đây là màn hình máy của game thủ Hồng Anh. Một bãi quả đầu rất đẹp dành cho thủ Hồng Anh, 7 cây. Và Hồng Anh cho được một nông dân vào xen vào giữa bãi quả. Tốt. Và bây giờ thì bắt đầu tìm đồ ăn. Đây là một bài Roman nhưng gỗ đầu là tương đối xa. Bây giờ trên khung chat thì đang nhìn thấy có một số các bạn đang đòi G coin. Vâng, bây giờ thì các bạn hãy gặp trực tiếp G núi để có thể đòi được những đơn vị G coin. G núi vâng đang tham gia vào đấu trường G coin, vừa tham gia ở công việc dự đoán và vừa tham gia đấu trường G coin. Có lẽ rằng việc quẳng quá nhiều đã làm cho game thủ G núi bắt đầu trở nên lạm phát, hiện tượng tham nhũng bắt đầu xuất hiện. Chúng ta phải vâng, nhưng có lẽ là các bạn nên kiểm tra lại lịch sử dự đoán của mình một chút. Các bạn hãy ấn vào chữ sao kê ở góc phía bên trái bên cạnh chữ tài khoản. Và sau đó thì vâng, bên cạnh cái chữ lịch sử dự đoán đỏ, bên cạnh chữ lịch sử giao dịch đỏ là chữ lịch sử dự đoán. Ví dụ như bây giờ tôi đang kích ở trên màn hình. Vâng, lịch sử dự đoán này. Vâng, ở trận thi đấu trước tôi dự đoán 10m F coin dành 10m G coin để dành cho chém. Nhưng không có bạn nào vào bàn. Vì vậy trả lại nguyên 10m G coin thế thôi. Vâng, như vậy là đang có bạn khán giả có lẽ là vâng anh Hải PKVNN đang hỏi số điện thoại của cái thủ ông anh và cái thủ No 1. Có lẽ rằng anh đang muốn có những động viên về mặt tinh thần và có lẽ là cả vật chất dành cho game thủ Hồng Anh và game thủ No 1 nữa. Lát nữa tôi sẽ cập nhật số điện thoại của hai game thủ này để anh có thể trực tiếp liên lạc với Hồng Anh và No 1. Còn bây giờ thì chúng ta hãy cùng tập trung với trận thi đấu này thôi. Hồng Anh là một bài cầm Roman. Ép đời rất sớm, một bài 92x đến từ game thủ Hồng Anh. Ăn tranh và ép đời cực sớm. Lực của game thủ Hồng Anh vẫn đang còn, tuy không nhiều. Vâng, như vậy là phải sang đến 30. Ra đến 30 thì Hồng Anh mới có thể kích được một bài này. Một bài mà game thủ Hồng Anh vẫn đang còn đôi chút lực ở bãi quả phụ ở phía trên. Xếp nông dân khá hay dành cho game thủ Hồng Anh.
Như vậy là phía bên kia BBF đời cũng cực khét. Lại một lần nữa chúng ta được chứng kiến cuộc chiến của những game thủ sinh năm 96 không khoan nhượng. Vâng, Hồng Anh đã bắt đầu chạy dò quét qua một vòng nhưng có lẽ rằng chừng đó là chưa đủ để có thể tìm được nhà đối phương. Bắt đầu phải chạy ngược rồi, bắt đầu phải chạy ngược trong pha này. Đây rồi, thế như vậy gặp BB đây rồi, Persian đến từ game thủ BB. Một bài voi về và game thủ BB ép đời cực khét. Những chiếc ruộng là khá gần nhau nhưng có lẽ là vị trí này không ảnh hưởng. Đây rồi, như vậy BB cũng đã chốt rất nhanh một chiếc ruộng nữa. Không hề đơn giản một chút nào trong tình huống này. Khi mà BB đã bắt đầu tròn ruộng, không hề đơn giản. Vâng, Meo Meo ở phía dưới BB là người cầm AC. Không hề đơn giản một chút nào. Cách cơ cấu của BB và game thủ Meo Meo là rất tốt. Một dãy hàng BE khá dài và có thể khai thác. Chúng ta hãy cùng chờ xem Hồng Anh có đục được vào đây không. Nhưng mà vẫn bị sửa, đập E và sửa rồi. Mặt ở phía bên này còn đường vào hay không, chúng ta hãy cùng chờ xem. Như vậy khả năng vẫn còn, vẫn còn. Và không, không kèn được. Tương đối khoai. No 1 đã đẩy cung T sang ở phía bên này. Meo Meo đã kín nhà. Nhưng Meo Meo bài lên đời rất muộn. Không hiểu tại sao Meo Meo lên đời rất muộn. Có lẽ là Hồng Anh nên tập trung hơn vào những tấn công nhà. No 1 thì đá chắc chắn là đang bị đi rồi. Không có tay nhiều để có thể điều được con cung T một cách chuẩn nhất. Vẩy E, liên tiếp vẩy E. Rất khó chịu dành cái thủ Meo Meo. Vẩy E đi. Vâng, cái E của cái thủ Meo Meo. Vâng, cứ chém nổ cái E cái đi. Cứ chém nổ cái E cái đi cái đã. Rồi, thế như vậy là hai lạc đà đã thuộc về. Vâng, đây rồi. Meo Meo lọt đi. Một chút nữa, một chút nữa. Nổ đi. Không, vẫn hai nông dân vẫn sửa được trong tình huống vừa rồi. Hơi đáng tiếc. Hai E rất nhanh để bỏ bãi vàng. Và bây giờ thì cung R của cái thủ No 1 đẩy ra phía ngoài. Chúng ta cùng sang màn hình máy cái thủ No 1. Đánh chết Meo Meo là trắng. Bây giờ màn hình máy của cái thủ No 1 timeline 33. Thế như vậy là No 1 cũng kín nhà. No 1 cũng kín nhà và BB cũng không công được cái thủ No 1. Cũng như hoàn cảnh của cái thủ Hồng Anh đánh với lại cái thủ Meo Meo vậy. Nhưng so về khả năng cầm cung R thì tôi nghĩ rằng No 1 là người nhỉnh hơn so với anh Meo đôi chút. Không nhiều nhưng là đôi chút. Bây giờ thì màn hình máy của game thủ Hồng Anh và game thủ No 1 chúng ta đảo liên tiếp cho nhau để biết được thế trận lúc này. Đây là màn hình máy của game thủ Hồng Anh. Timeline là 30, Hồng Anh thì khéo léo hơn so với BB ở chế độ thủ P, giữ nhà. Nhưng bây giờ thì BB có những con lạc đà ra đều ở những khoanh ruộng. Không biết là mèo nào sẽ cắn được mỉu nào sau tơn này. BB đã bắt đầu giật những con lạc đà về phía sau, rất khôn khéo dành thủ BB. Nhưng bây giờ thì No 1 đang có timeline khỏe 43 trên 44 ở lúc này. Và đây là cung R tuyển Hitty. Vâng, cung R có đam bắn như cung gà vậy. Bắn tiếp con lạc đà phía ngoài này. Chuẩn rồi. Sẽ nhanh thôi, nằm xuống rất nhanh thôi. BB đã bắt đầu có tư tưởng rằng bắt đầu buông xuôi thì phải. Còn Hồng Anh ở phía bên này thì đang đi do nhà của game thủ Meo Meo vẫn chưa đẩy quân đi. Còn No 1 thì đang đẩy lên cao lên phía nhà của game thủ BB và khoanh ruộng của BB sẽ mất. Và nếu khoanh ruộng này của game thủ BB mất thì khả năng chiến thắng ở trong trận thi đấu này là cao cực kỳ. Vâng, không có bánh xe. Không cần phải em tình huống này, đơn giản về những con cung R của Hitty là những con cung R có đam bắn cực sướng. Hồng Anh với những chiếc ruộng sơ sài thôi, nhưng ở thời điểm này cũng đủ để có thể ra được những con sọc đơn một cách đều đặn. Tương đối đông, vâng, tương đối đông những con lạc đà đến từ game thủ BB. Đó là chưa kể, vâng, đó là chưa kể những con cung R phá bĩnh của game thủ Meo Meo. Chúng ta hãy cùng chờ xem bắt được một con lạc đà không. Một con thôi. Không như vậy vẫn không bắt được trong tình huống vừa rồi. Bây giờ thì màn hình máy của cái thủ No 1 tăng BA tiếp theo. Chiếc BA thứ 5 thì phải.
ép và đẩy chết nhà cầu thủ BB trong tình huống này. Đẩy chết Thiêu, vâng Thiêu sọc đơn và cũng Thiêu đẩy chết BB. Tách một vài con cung R của cầu thủ No 1, còn lại No 1 giật cung R về. Đây màn hình máy của game thủ No 1 timeline là 52-60. Đâm rất sâu vào nhà của game thủ Meo Meo trong BB trong tuần này để ăn dần. Chúng ta hãy cùng chờ xem. Màn hình vâng như vậy là BB đi sai rồi. Một trận ép quân tuyệt vời, một tuần âm công quân tuyệt vời đến từ cặp đôi Hồng Anh và game thủ No 1. Như vậy là tỷ số là 2-0 ở trong xê đấu thứ tư. Và chúng ta hãy cùng chuẩn bị đến với chung kết đầu tiên của Scarlet ở trong xê đấu thứ tư thôi. BB lên đời sớm hơn so với Hồng Anh. Và Meo Meo cũng là người cầm cung tuyển AC. Nhưng sự khác biệt đến từ game thủ Hồng Anh trong lối chơi đã tạo đến sự đột biến. Và giành thế chiến thắng dành cho cặp đôi đến từ Game TV. Tỷ số là 2-0.